chào mọi người à, chúng ta lại đến với cái video tiếp theo thì uh, trong cái module 3 này em cũng sẽ cố gắng là cái quá trình mà những cái đồng coi hoặc những cái dự án mà em mà bình thường em tự review ạ thì bây giờ em sẽ làm một bước là em sẽ quay lại và uh, có thể là có những phần em tập trung em nói giải thích cho mọi người có những phần thì em sẽ coi giống như là bài tập về nhà cho anh em uh, sau khi mà học module 3 thì uh, đem ra và thực hành Thế thì cái con đầu tiên theo cái mô hình đó so với những cái ví dụ cũ Em có những cái ví dụ cũ mà em chưa edit được, chưa up lên được thì em sẽ up lên dần nhé Thế nhưng đây là một cái dự án mà em mới dành nó vào khoảng tầm một tiếng, gần một tiếng em ngồi em uh, nghiên cứu Thì uh, thì đây là một cái ví dụ đầu tiên Nó có cái tính cập nhật và thời sự nhất định Um, anh em mình sẽ cùng nhau bàn trên Discord xem là liệu có nên và sẽ có cân nhắc đầu tư hoặc là chờ đợi những cái thông tin gì chờ đợi những cái dấu hiệu gì để đầu tư hay không thì chúng ta sẽ bàn ở trên Discord uh, riêng. Thế còn ở cuối video thì em cũng sẽ cố gắng đưa ra một vài những cái góc nhìn cá nhân của em để mà mà, mà về cái um, con Unibat này thì uh, đầu tiên đúng không? ạ Đầu tiên trong cái sườn bài để phân tích của một dự án đó là chúng ta quan trọng đầu tiên là chúng ta phải hiểu là dự án nó làm về cái gì đã thế thì um, đây là một dự án nó làm về stable swap stable swap thì em chưa có những cái video cụ thể giải thích cho mọi người về stable swap thì có thể là trong uh, sắp tới những cái um, những cái thuật ngữ cơ bản hoặc là những cái ứng dụng cơ bản thì em sẽ làm và em sẽ đưa nó lên trên kênh youtube ấy em biết là nhiều anh em hiện tại thì cũng lười lười xem các video trên youtube rồi thế nhưng mà hãy cố gắng là bên cạnh những cái video khóa học thì hãy xem thêm những cái video trên đó thì trên đó thì em nghĩ là cũng sẽ có nhiều cái mà có thể là mình chưa nắm được thì em đưa lên đó để mọi người xem và biết luôn cụ thể ví dụ như là về cái thuật ngữ stable swap này này Thế thì ngắn gọn stable swap này là gì stable swap này nó là một cái um, gọi là gọi là một cái chức năng gọi là một cái hoạt động trao đổi giữa các đồng stable coin khác nhau đây đây là cái trang chủ của trang Wombat và mình sẽ vào app của nó và cái đi app đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ồ oh, nó bật luôn ra em quay lại nha đây đây là trang đi của nó thì mọi người nhìn thấy là nếu mà như ở trên các trang pancake uni rồi các cái trang amm ấy thì chúng ta sẽ có uh, rất nhiều đồng coi bnb eth linh tinh các loại đổi thế nhưng mà với stable swap thì nó chỉ có tập trung vào trao đổi giữa những đồng StableCoin thôi và cụ thể thì hiện tại thì con Wombat này nó đang có 4 đồng stablecoin lẫn lộn trao đổi với nhau bao gồm là BUSD, USDC, Dai và USDT. Thế thì nhiều anh em có thể sẽ tò mò bảo là, ui thế thì những cái đồng ấy lúc nào nó trả bằng một đô đúng không? Một đô nó bằng một đô. Thế thì có gì đâu mà phải phải uh, gây gớm phải uh, là nhằng với nó. Thế thì để để mà hiểu được thì phải hiểu được cái cơ chế soát trên các cái pool thanh khoản của các sàn phi tập trung thì khác với các cái sàn tập trung là như là Binance, như là ftx Bybit, linh tinh thì việc mà chúng ta trao đổi ở trên các cái sàn đó nó là dựa trên cơ chế là order book và nó, nó sẽ hơi khác so với những cái sàn Dex, sản phi tập trung và phi tập trung này thì thường thường các cơ chế của nó để mà trao đổi hai đồng coi em sẽ nhắc lại một chút tôi vì nhiều anh em có thể đã đã biết về cái bài amm rồi đó là chúng ta muốn trao đổi sẽ có đồng coi a và có đồng coi b cái này là mô hình gọi là cổ điển nhé. Dần dần thì càng ngày các cái giao thức DeFi họ có những cái thay đổi về cơ chế nó tốt hơn, thông minh hơn. Nhưng mà trên cái cổ điển thì nó vẫn là nếu mà chúng ta có một cái pool thanh khoản, một cái pool tức là một cái bể thanh khoản. Và trong cái bể thanh khoản đó chúng ta có token A và token B. À thế thì thông thường nếu như không phải là hai cái đồng stablecoin mà nó là một đồng BTC chẳng hạn và bên này nó là USDT chẳng hạn. Và hai cái thằng này nó sẽ có ở nó cùng nhét vào đây với một cái tỷ lệ nhất định. Ví dụ như là chúng ta có một Bitcoin và bên này chúng ta có 20.000 đô thì chúng ta sẽ có cái tỷ giá đó là một bit tương ứng với 20.000 đô. Và nếu như có ai đó mà muốn lấy ra, lấy ra 0.5 bit thì họ phải đưa vào trong này là 10.000. Thậm chí là hơn như thế bởi vì nó còn cơ chế trượt giá nữa công thức nó sẽ không đơn giản thế đâu nhưng mà mọi người cân nôm na là như vậy và khi mà trong đó thì sau khi mà họ đưa vào đây 10 000 thì chỗ bên này chỉ còn 0,5 bit bit thì lúc này bên này họ đưa vào đây thêm 10 000 thế thì lúc này thì cái giá của bitcoin nó đã thay đổi bởi vì lúc này à, 0 5 bit nó tương ứng với 30 000 đô 0,5 bit nó tương ứng với 3 000 đô trong khi trước đó chỉ có một BTC thì chỉ bằng bằng 20 nhưng bây giờ lúc này thì không còn một nữa, chỉ còn 0.5 và bằng 30.000. Tất nhiên đây là đây là câu chuyện số ít. Thế còn bởi làm thế nào để mà cái tỷ lệ cái tốc độ trượt giá, cái tốc độ thay đổi giữa 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 giá trị của cái cái phần trăm số lượng token A và B ấy, thì thực ra nó rất là nhiều. Càng nhiều càng nhiều, cái thanh khoản nó càng lớn thì nó sẽ khiến cho cái tốc độ thay đổi về cái tỷ lệ tức là tương ứng với giá đấy nó sẽ càng biến động chậm nhưng mà em đang muốn nói với mọi người rằng là cái cơ chế trao đổi nó là như vậy tức là khi mà số lượng đồng token A hoặc B thay đổi thì nó sẽ làm thay đổi luôn cái giá cần để trao đổi cái số lượng token A, B với nhau dựa trên cái số token còn lại trong cái pool thanh khoản đó. Thế thì đến nếu mà như thế thì cũng cảm thấy cũng hợp lý đúng không? Nói chung là mô hình này nó thể hiện dựa trên câu chuyện là còn cái này ít cái này nhiều cái kia thì giá nó phải thay đổi để cho nó phù hợp thì thôi cũng ok. Tất nhiên là nếu mà nó đi sâu vào DeFi thì nó sẽ còn phải nhìn trên diện rộng bởi vì giá nó sẽ không biến động kiểu kiểu đơn giản là thế đâu bởi vì cùng một lúc có rất nhiều ông nhét vào nước nhiều ông lấy ra hàng chục hàng trăm nghìn người. Và mục tiêu của các giao thức DeFi thì em đã nói trong bài AMM rồi đó là nó phải có một cái thanh khoản dồi dào nhất. Đó, những người mà cung cấp thanh khoản thì từ đó người ta mới có lợi nhuận. Tại sao mà các sàn đất nó cần người ta cung cấp thanh khoản? Tại vì cung cấp thanh khoản khiến cho sàn nó ít bị trượt giá, mọi thứ sử dụng về vốn nó hiệu quả hơn. Thế thì um, nhưng nhưng mà nó sẽ chỉ phù hợp khi mà chúng ta có A và B theo cái biến động như vậy. Thế nhưng lúc này chúng ta có A và B thì lại đều là những đồng stablecoin. Tức là giá một đô và giá một đô. Vậy nếu trong trường hợp ban đầu chúng ta phải cung cấp để mà hai thằng giá ngang nhau thì phải có 10.000 USDT và bên này chúng ta cũng phải có 10.000 USDC chẳng hạn. Thì hai đồng nó mới thay đổi. Thế nhưng nếu vì một lý do gì đó có những người người ta đang cần, người ta đang có USDC USDC và người ta muốn đổi sang USDT DT. thế là người ta nhét vào đây thêm 5.000 USDC USDC người ta nhét vào đây thêm và người ta lấy ra bên này người ta trừ đi lấy lên 5.000 USDT người ta cầm ra thế thì lúc này nếu theo cơ chế thì mọi người sẽ thấy đúng không ạ là cái một bên nó chỉ còn có 5.000 và một bên nó thành 15.000 và lập tức nó sẽ khiến cho cái câu chuyện trao đổi nó không còn là một 1 nữa và tự dưng cái bài toán về stablecoin trao đổi với nhau rõ ràng là giá trị một một nó bây giờ vì cơ chế pool thanh khoản nó không còn là một một nữa thế thì thế thì đấy đấy là cái vấn đề khi mà họ dùng cái cơ chế pool thanh khoản mà để trao đổi hai đồng một một thì nó bắt đầu nảy sinh thế thì cái thằng sàn cấp cấp finance là một thằng thằng nổi tiếng với em em từ năm 2019 nó đã có cái cơ chế để nó xử lý cái vụ ấy rồi nó gọi là cái chính nó gọi là stable swap tức là nó làm cho cái cơ chế để giúp cho trao đổi giữa những đồng stablecoin không bị biến động về giá và cái câu chuyện khi trao đổi những đồng stablecoin này lúc này nó xảy ra hai vấn đề vấn đề đầu tiên đó là trượt giá slippage nhé nó sẽ vẫn có trượt giá trượt giá do là cái tỷ lệ giữa các cái đồng trong pool liên khoản nó thay đổi thì nó sẽ gây ra trượt giá và cái thứ hai là cái phí Đấy, phí thằng thằng khớp thì em có đọc thì hiện tại đang là 0,04% thì phải và trượt giá thì nó cũng có một cái mức nhất định và ngoài ra nó còn có một cái thứ nữa đó là cái phí gas nữa Đấy, phí gas nữa Đấy thì ba cái vấn đề này nó sẽ dẫn đến là nếu như có thằng nào mà nó làm được tốt hơn giải quyết được trượt giá ít hơn phí rẻ hơn gas ít hơn thì nó sẽ có lợi thế và thu hút người ta chạy về cái giao thức đó để mà trao đổi các đồng stablecoin với nhau. Và đó chính là cái mục đích của thằng Wombat exchange này. Nó là gì? Trao đổi swap stablecoin với cái mức trượt giá thấp nhất và có thể gửi lãi với cái lợi nhuận cao nhất. Và thay vì phải cung cấp, à, bình thường là muốn cung cấp thanh khoản là phải nhét vào hai đồng. Thì bây giờ chỉ có thể chỉ cần nhét vào một đồng thôi. Vẫn có thể kiếm được, à, cung cấp thanh khoản và có thể kiếm được lãi. Và đây, đây là những cái điểm mạnh mà nó nói. <laughs> điểm mạnh đầu tiên mà nó nói về cái 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 thằng tự nó nói về nó đó chính là gì đó là maxima cái 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 gọi là tăng cái độ hiệu quả về vốn. Tăng cái độ hiệu quả về vốn. Em đã hướng dẫn mọi người cách cái để mà mọi người dịch sang tiếng Việt rồi để đọc cho hiểu rồi đúng không ạ? Sử dụng cái um, Google Translate ấy để mọi người đọc thì em thấy là nó dịch cũng cũng khá là ok đấy. Đây em sẽ xem là dịch nó có nó có nó có đâu nhỉ? Tối đa hóa việc sử dụng vốn đúng không ạ? Thiết kế một nhóm tài khoản chung mọi người phải đọc nhá, tỷ lệ bảo hiểm những cái gì mà không hiểu thì mình lại phải search thêm nó sẽ nói ở trong các cái các cái giấy tờ của nó, white paper của nó kia đấy. Thế nên nhưng mà thôi em sẽ chuyển tiếng Anh cho nó tiện tại vì là có thể tiếng Anh dịch thì nó vẫn có cái sự sát hơn. Cái điểm thứ hai đó là nó có thể tăng cái um, mở rộng, cái tính mở rộng của nó. Cái việc tăng tính mở rộng này nó bao gồm theo như em đọc qua qua thì nó sẽ dẫn đến là gì? Đó là trong tương lai nó sẽ cho phép cho phép trao đổi nhiều đồng stablecoin hơn. Bây giờ có rất nhiều loại stablecoin trên thị trường, đúng không ạ? Stablecoin bảo chứng bằng đồng tiền pháp định, stablecoin bảo chứng bằng các cái tài sản khác luôn vượt hơn giá trị, ví dụ như là đồng đai. Chúng ta có những cái đồng stablecoin thuật toán, stablecoin giống như USD nọ kia đấy có những cái đồng mà, mà stablecoin semi thuật toán nữa nói chung là khá lắm loại và tương lai nó sẽ có rất nhiều loại như vậy thì cái việc mà thằng này với cái cơ chế của nó nó sẽ cho phép là sử dụng và trao đổi giữa nhiều token khác nhau và nó sẽ link các cái pool thanh khoản của nó lại với nhau và nó sẽ giúp cho cái khả năng mở rộng nó tốt hơn nó nói rằng là nó có cái giao diện dễ sử dụng hơn Ngày em thì em thấy nó cũng bình thường không khác gì năng kia lắm và tối thiểu hóa cái mức độ trượt giá Đấy, mức độ trượt giá Thế thì làm thế nào để làm được cái việc ấy thì em có nói mọi người rồi muốn hiểu về một token muốn hiểu về một token thì phải đọc được cái white paper Thế thì trong cái white paper này em nói thật là em không hiểu gì cả nó nói với mọi người thật sự là em không hiểu gì cả à, Tự nó nói rằng là nó, sàn Wombat này là một cái cách nó có một cung cấp một cái thuật toán trao đổi stablecoin hiệu quả hơn và nó đang so sánh nó với thằng Curve Finance. Đấy, nó so sánh với thằng Curve Finance. Và nó nói rằng là tại sao thằng khớp này nó đang có những cái vấn đề gì. Nó thì nó muốn giải quyết những cái vấn đề như thế nào. Đây này, nó muốn nói là nó sẽ có cái sử dụng phí gas hiệu quả hơn này. Cho phép là cung cấp thanh khoản chỉ cần đưa một đồng token này. Và giải quyết những cái vấn đề gì đó về trao đổi thanh khoản trên cùng một cái pool đấy và đến cái phần tại sao nó em không hiểu tại vì đây này đọc những cái này thật ra đến đây là thôi em chịu rồi có cho em ngồi 10 năm nữa thì em cũng không không nắm được Đấy, nhưng mà có một số cái ví dụ như nó, nó tự nó so sánh ví dụ như là thằng Cớp thì nó có thể nó sẽ là phí gas tối thiểu là 130.000 nhưng mà maximum có thể lên đến một triệu rưỡi nhưng thằng này nó chỉ từ 140.000 tức là cao thằng này một chút nhưng mà maximum thì nó chỉ 180.000 thôi khi so sánh với một triệu rưỡi và nó cũng giải thích rằng là tại sao nó sẽ có những cái cơ chế giúp cho cái um, trượt giá nó thấp hơn Rồi thì là cái cơ chế swap giao dịch của nó dựa trên những công thức toán học như nào Thì anh em nào trong nhóm mình có anh em nào mà sau này biết đâu là uh, cốt hay là toán học gì đấy Thì hiểu cái này thì giải, giải thích cho mọi người Rất là hy vọng cái việc đấy chứ còn em là em chịu Ờ, và cũng có thể anh em là tiếng Anh khá thì đọc qua xem là nó sẽ nó sẽ có những cái như thế nào như nào em nghĩ là nếu mà hiểu tiếng Anh thì sẽ giải thích cho mọi người thôi nhưng mà đối với em em cứ mặc nhiên nhá là những cái này nó đã tính toán là ok rồi có lý thuyết có logic rồi tại sao em nói như vậy bởi vì nó phải chứng minh được cái tính đó thì nó mới huy động được vốn từ các quỹ chứ chúng ta đã có các quỹ thẩm định của chúng ta rồi đúng không chúng ta đã có những cái bên audit họ đã phân tích xem là những cái này nó có gây ra cái rủi ro nọ nọ cái kia gì hay không đúng không thì cứ bây giờ chúng ta phải tìm vào những cái đội đó thôi vì chúng ta không làm được cái việc review mà công thức thì nó rất là lằng nhằng, đấy nó giải thích như thế thế thì quay trở lại trang web trang web này thì nó so sánh tự nó so sánh nó với lại một số những cái đây đầu tiên nó so sánh về cái thiết kế của cái pool thanh khoản thì với những thằng khác thì nó làm những cái pool thanh khoản đóng tức là khả năng cao là nó chỉ có những pool thanh khoản đồng này với đồng kia tức là từng cặp một thế còn thằng này thì nó ra một cái cơ chế rằng là open tức là một cái cung cấp thanh khoản pool mở và em nghĩ là nó có thể kết hiện tại đang là có bốn và sau này nó có thể nhiều hơn nhiều hơn tức là nó rộng hơn nó không có từng cặp một nó linh hoạt cái cơ chế để mà đưa cung cấp thanh khoản vào thì thằng này đó là phải cung cấp một lúc nhiều token hai token, ba token gì đó. Còn thằng này thì chỉ cần cung cấp một loại token vào thôi là đã có thể farm thanh khoản được rồi. Về giao diện thì nó nói là những thằng khác thì phức tạp, còn thằng này rất đơn giản, chọn trên chọn dưới, đổi xong. Về trượt giá thì những thằng khác là thấp, thì thằng này nó nói là nó rất thấp. Về cái khả năng mở rộng tài sản thì thằng này là nó có giới hạn thì thằng này nói là nó sẽ khá hơn, khá có thể mở rộng hơn. Về hiệu quả sử dụng vốn thằng này những thằng khác nó đang hiệu quả sử vốn là khá là tốt rồi à, nhưng thằng này thì thậm chí nó nói rằng là nó còn tốt hơn và cung cấp một cái um, uh, lp token tức là một cái um, token thanh khoản liquidity pool thanh khoản đấy thì bọn này nó đang chưa có thằng này nó đã có rồi đặc biệt nhất là trong các cái pool thanh khoản đó hay cơ chế trao đổi stable swap đó nó không có cái cơ chế để mà chống default tức là mất 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 mốc một đô gì đó đấy thì thằng này nó có có là cái gì thì mọi người phải xem trong white paper nhé em thì em không biết được đâu nhưng nó bảo nó có thì đấy là những cái mà nó đang nói rằng là nó ưu việt hơn à, và em đọc đến đây thì em thấy rằng là ok có vẻ như đúng nó đang là muốn giải quyết một cái bài toán tốt hơn cho cái nhu cầu stable swap này thì trước khi bắt đầu với những cái nội dung tiếp theo thì mình phải ngó qua đúng không ạ sau khi mà chúng ta hiểu cơ bản về nó muốn làm cái gì thì chúng ta phải tìm hiểu đến đó là các cái bách cơ các cái investor các cái cố vấn uhm, để làm gì để chúng ta biết được rằng là ít nhất là chúng ta đọc những cái đấy chúng ta thấy rằng là ai à, nó nói thì hay nhưng mà liệu cái nó nói thì nó có cần hay không mà nó có làm được hay không thì phải có những bên nó thẩm định trước đúng không thì một trong những bên thẩm định trước chính là những cái quỹ lớn nó phải bỏ tiền mà hiện tại thì à, em thấy ở trên uh, Crunchbase à, mọi người đã biết về check Messery và căn Crunchbase rồi thì Messery nó chưa có với cái nguồn pass này nhiều nhưng mà Crunchbase thì nó đã nói rằng là à, nó đã xác nhận những cái thông tin đầu tư này là ok chuẩn và nó nói rằng là à, nó đã nhận được một cái vòng gọi vốn lên đến 5,25 triệu đô ngoài ra nó còn hai vòng nữa hai vòng khác nữa thì em không thấy thông báo về số tiền À, nhưng mà đôi khi là cũng một số tiền lớn ấy, em nghĩ là thằng này nó đã huy động được khoảng tầm 7 cho đến 10 triệu đô thực ra là 7 cho đến 10 triệu đô đối với một dự án DeFi mà với những cái tên tuổi như là Animoca, Sima, Jam, Binance Lab, à, Wormhole, đúng không ạ? Wormhole này như là lên giao thức về uh, bridge của 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 thằng uh, Solana đấy. Thì em thấy rằng là 7 cho đến 10 triệu đô không phải là một số tiền gì ghê gớm Vậy mình cũng phải nói với nhau thế Nếu mà trên Youtube thì nhiều khi mình cứ chê thì Gọi là là nhiều ông yêu thích đồng cần ấy Các ông ấy nhặng lên Nhưng mà bản thân mình trong nhóm mình là luôn là anh em mình thực hành gọi là thực tế với nhau Thì đối với em 10 triệu đô Không có gì ghê cả Thực ra là mới thấy công khai có 5 triệu Không biết có được đến 10 triệu hay không Thì không ghê Đấy Tức là các mỗi, từng ngày cái tên tuổi mỗi thằng nó bỏ vào vài trăm nghìn thôi trăm nghìn đô đối với bọn này nó, nó chẳng khác gì cái móng tay nó chả tiếc nuối gì đâu tất nhiên không ai muốn bỏ ra vài trăm nghìn đô để mất cả đấy nhưng mà nói thật là cái nếu mà nó là một dự án ngon hay là cái gì cái gớm ấy, nó phải đầu tư mà em nghĩ là nó có thể nhiều hơn nên đấy là cái điều đầu tiên à, nhưng thôi thì cũng nhìn thấy có những cái tên tuổi lớn animoca để chuyên về nft chúng ta cũng thấy là binance lab ram là một tổ chức về về market maker Sima thì khả năng em biết những cái thằng này thì em không biết Sima thì cũng là hơi châu Á một tí em thấy là nó đầu tư cũng ổn ổn Zokio này là một thằng làm về audit. Bản thân thằng audit mà nó cũng đầu tư vào thì em nghĩ rằng là cái quá trình audit của nó cũng đã được tương đối là chặt chẽ. Và cũng mình cũng đọc qua về uh, cái lời nhận xét của các cái ông cố vấn thì mình đều nhìn thấy rằng là họ cũng khá là khen, khá là khen cái 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 gọi là cái ý tưởng và cái cách tiếp cận này của thằng Wombat. Để về team về một trong những cái điểm đặc biệt về team thì à, em không nhìn thấy những cái khuôn mặt chính thức đây cũng là một điểm chúng ta phải đánh giá đúng không ạ chúng ta không nhìn thấy những cái khuôn mặt chính thức mà chúng ta nhìn thấy ở đây là những khuôn mặt có cái hình chibi đâu đó thì họ cũng để lên những cái twitter và đây là cái twitter của cái ông này gọi là gì founder mọi người nhé founder là người sáng lập đấy founder này thì ông ấy với kinh nghiệm là một ông quan trader một ông blockchain engineer có nhiều kinh nghiệm về crypto đó thì cái ông founder này ông có một cái twitter nó có 844 người theo dõi mới tham gia vào tháng 7 năm 2021 Ở đây thì em đánh giá không cao về cái tính uy tín của những cái twitter như này thường thường thì em sẽ thích nó có những cái uh, um, link in link in hoặc là nó có những cái có mắt mũi có đầy đủ hơn nhưng ông còn lại cũng như vậy thôi phần lớn đều là họ cũng có những cái twitter cũng sử dụng khá là lâu trước đây rồi tháng 1 năm 2012 tuy nhiên là không có nhiều người theo dõi em thì em đánh giá rằng là họ sẽ vẫn là những cái những cái gọi là gì những cái người dùng thật thôi tại vì tất nhiên khi mà họ đã phải trải qua được những cái vòng thẩm định của binance được binance đầu tư ấy, thì đây phải là những con người thật nhưng việc mà họ ẩn danh họ che mặt như này thì cũng có thể thể hiện rằng là cái cam kết của họ đối với dự án có thể là không cao Đấy là điều chúng ta cũng phải phải cân nhắc với nhau Đấy, Audit thì họ đã được audit bởi Hacken, Backside, Tokyo đều là những cái audit uh, uy tín Họ đã trải qua một cái Hackathon um, hack tức là một cái trả tiền cho những cái bên hacker họ Họ, họ phát hiện lỗi đấy và nếu mà phát hiện ra lỗi thì sẽ được tặng tiền đấy thì hình như là cũng xong cái mảng này rồi hình như là cũng số tiền thưởng khá là lớn đấy 500.000 đô thì phải khá là lớn đấy nhưng mà hình như là cũng không có bên nào hay là có hay không thì mình không nắm được nhưng mà nói chung là cái vụ này xong rồi và họ có cái đảm bảo về um, rủi ro ở bên Insure. Thế thì Em là một người đã làm bảo hiểm lâu năm thì nó thật là em không tin về cái sự bảo hiểm của những cái thằng crypto này lắm. để vì đối với em là doanh nghiệp bảo hiểm nó không đủ năng lực. Thế nhưng thôi cái đó thì mình sẽ nói sau. nó ngoài cái vấn đề này. Thế đó là những cái chúng ta nhìn qua về dự án hiểu qua về cái 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 hoạt động của nó. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại một chút um, như theo sườn bài của chúng ta đúng không đó là chúng ta phải đi ngay đến cái bước là nghiên cứu về token USK, token NOMIC để chúng ta dự đoán được những cái bước đi về giá. Nhưng mà thằng này em sẽ đi hơi ngược một chút là em sẽ nói về roadmap của nó trước. Thực tế thì hiện tại chúng ta đang là tháng 9 tức là quý 3 của 2022 tức là chúng ta đang nằm ở đâu đó vào pancake IFO này thì nó đã làm cái sự kiện IFO pancake này xong rồi mọi người nhé thứ hai là nó đang chạy trực tiếp trên BNB trên thì nó đã chạy xong rồi nhé, mainnet cho chơi được rồi thứ ba là nó sẽ ra một cái uh, whitepaper về cái, những cái pool bên cạnh của nó những cái pool nhỏ hơn thì cái này thì là nó chưa hình em thấy chưa có và nó sẽ ra mắt cái gọi là những cái pool mà phải cho phép được trao quyền gì đó Tức em nghĩ rằng là nó sẽ những cái pool mà có đặc thù nhiều hơn có nhiều cái um, cái cái ràng buộc hơn đấy và những cái pull động pull động này là gì thì cũng chưa đọc kỹ nhưng mà nói chung là hình như chưa có tức là trong cái quý 3 này nó sẽ còn một số những cái bước phát triển nữa và em tin là cái pull cái pool thanh khoản, cái pool trao đổi này nó sẽ nhiều hơn bốn cái dòng này, nó sẽ có nhiều dòng hơn. Ờ, và quý 4, tức là quý cuối năm thì chúng ta sẽ có em nhìn thấy bước đi của nó là nó sẽ định ra mắt một cái stablecoin riêng cái này em nghĩ là khá hay với cái kinh nghiệm của nó và đang làm với stable thì nó ra một đồng stable coin riêng để mà có cái thu hút người dùng thì hưởng lợi là chuyện bình thường nó nói rằng là nó sẽ có một cái innovative là có tính sáng tạo đột biến gì đấy thì em chưa biết là sáng tạo cái gì hay không nhưng mà chưa thấy nó sẽ có những cái incubation tức là có những cái hoạt động nó sẽ có những cái hoạt động ươm mầm để mà có nhiều những thằng đi app con kết hợp với nó chạy chê nó đó là quý 4 cái, những cái đó thì em thấy cũng bình thường nhưng có vài điều em phải quan tâm ở trong câu chuyện này đấy cũng là kinh nghiệm để anh em phải để mình tập trung để ý vào đâu trong cái roadmap tức là những cái roadmap như thế này đâu mới là những cái mà chúng ta cần phải hy vọng là tiềm năng dài hạn một đó là chúng ta nhìn thấy đầu tiên nó sẽ chạy multi chain multi chain bây giờ nếu anh em cứ tưởng tượng là ở mỗi một cái uh, dự án không phải mỗi dự án mỗi một cái uh, Blockchain, nó sẽ sử dụng đặc thù một số những đồng stablecoin nhất định. Ví dụ như BNB, BNB thì nó sẽ dùng nhiều BUSD đúng không? Ở trên các giao thức, nó sẽ ưu tiên. À, một số hệ khác có thể thằng thì dùng USDT, thằng thì dùng USDC, hay là ví dụ trên NEAR thì nó có thể nó sẽ dùng là đồng uh, USD uh, USDN à? một đồng mà stablecoin của thằng NEAR đấy. Rồi thì thằng uh, thằng thằng John Trx ấy thì nó sẽ dùng những cái đồng stablecoin ưu tiên của thằng John chẳng hạn kiểu kiểu như vậy thì việc mà thằng này nó chạy multi chain có nghĩa là nó cho phép đổi qua lại stablecoin ở các chain khác nhau thông qua trực tiếp một cái ứng dụng trang Wombat. đây là điểm mà nó sẽ hút được khách hàng nếu nó làm tốt ở đây mình phải nói là nếu nó làm tốt và nó cũng có những cái cầu nối giữa các chain khác nhau Stablecoin nó giúp cho Stablecoin chạy giữa các trên khác nhau thông qua cầu nối của nó cái này là cần thiết và nó sẽ có những cái hoạt động partnership tức là kết hợp với các cái giao thức khác nhau có nghĩa là nó sẽ cho phép và nó sẽ kết hợp rằng là à, ví dụ AV, chẳng hạn avi thay vì mày tự trao đổi mày tự linh tinh ở trên cái amm của mày thì mày thông qua tao với có những cái lợi ích gì hơn ví dụ như là tao sẽ trả cho mày uh, token uom chẳng hạn kiểu kiểu như vậy Thế thì ba cái này nó thể hiện một cái tham vọng rằng là bọn này nó muốn trở thành như em vừa nói stable swap tiên gọi là 2.0 hay 3.0 gì đó và muốn hút người dùng về đây. Cái việc hút người dùng đó nó mới đi đến cái bước tiếp theo. Đó là với những cái người người ta đang cho tiền cung cấp thanh khoản, người ta đang cung cấp lên đến thời điểm hiện tại mọi người nhìn thấy là đến một um, 170 mấy 180 triệu đô này người ta mới cho vào đây người ta để làm gì để người ta được hưởng lãi buổi sáng ngày hôm nay nó thật là buổi sáng ngày hôm nay cái mức lợi nhuận nhá em nhìn thấy ở trên này này nó lên đến 38 39 phần trăm mới có buổi sáng ngày hôm nay thôi cách đây rất là rất là là, là, là giỏi lắm nó khoảng mười mấy tiếng thôi 38 à, 39 phần trăm vậy mà chỉ trong mười mấy tiếng thì nó giảm xuống còn có 26 giảm khá nhiều hơn 10 phần trăm chỉ trong vòng có mấy tiếng và cái thanh khoản của nó cũng giảm chúng ta cũng đã được học ứng dụng về đi đúng không ạ search về Wombat đã thấy là gì đây buổi sáng nay là hơn 200 triệu đó 214 triệu thế còn hiện tại chỉ còn 183 triệu có nghĩa là đã rất nhiều người người ta rút các đồng ổn định của người ta về người ta không pha ở trên này nữa lý do gì thì em không biết là sẽ là thích sau nhưng mà chỉ trong vòng một ngày đã mất ba mươi mấy triệu rồi mất thì tôi thực cũng không sao có những người người ta chỉ tranh thủ pha lúc mà đang ngon thôi lãi suất mà không thơm cái là người ta té luôn mà, đó là chuyện bình thường. À, chứ không phải là, là thấy mất một tí thì anh em phải sợ, nếu mà nó mất nhiều cơ, 200 triệu xuống còn 20 triệu thì cũng phải lo chứ còn em nghĩ là vẫn tiếp tục chờ đợi theo dõi được. Thì quay trở lại câu chuyện multi chain thì em muốn nói đến là cái tầm nhìn. Tầm nhìn này nó sẽ khiến cho rằng là nếu như những thằng này nó được nhiều trên ứng dụng thì những người người ta cho đồng ổn định vào đây farm sẽ được nhiều người người ta đổi qua đổi lại nhiều người người qua đổi lại thì nó sẽ được cái phí cái phí đó chính là để tạo thành cái lãi trả cho những cái ông này trả cho những cái ông này trả cho những ông, này, cho những ông mà đem tiền mà đi gửi à, và những cái phí đó hiện tại là nó lên đến khoảng 26 28 phần trăm đây là tính bằng năm mọi người nhé thì phải nhìn sâu vào đây để mọi người thấy là các cơ chế đi bây giờ hiện nó đều đang hoạt động như thế này là nhiều này là trên cái lãi nó luôn sẽ có hai phần lãi một cái nó gọi là base API tức là cái lãi cơ bản khá là thấp 3,4% thậm chí là còn thấp hơn cả gửi trên sàn lanh quanh bằng trên sàn nhưng nó sẽ có một cái phần boost tức là cái phần gia tăng làm thế nào mà để nhận được cái phần gia tăng này thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện ứng dụng gọi là token use case của thằng uom đấy nôm na đó là mọi người phải stake lốc cái thằng uom vào lốc cái đồng uom này vào và trong vòng 3 hoặc là 6 hoặc là 4 năm để mọi người nhận về được cái đồng ve uôm nếu mà mọi người bỏ vào 3 tháng thì mọi người bỏ vào một đồng uôm chỉ được nhận về 0,25 đồng ve uôm này thôi đồng uôm thì bị khóa 3 tháng trong lúc đó được nhận đồng ve uôngm đồng ve uôm đấy có thể đem ra để làm gì để tính để tính cái lợi nhuận boost em không biết là cần bao nhiêu ve uôm mới nhận được cái bút này thì không biết cái đó nên chắc là nó sẽ có cái chi tiết nhưng mà em không chơi DeFi nhiều nên không quan tâm nhưng chỉ giải thích về cái ứng dụng thôi và sẽ có những người người ta khóa 4 năm sẽ có những người người ta khóa 3 tháng để người ta nhận được nhiều chắc là nhận càng nhiều ve uôm có càng nhiều đồng ve uôm thì cái lãi suất này mình sẽ hưởng càng nhiều ví dụ thằng ít thì có khi là không được hai ba phần trăm đâu chỉ được ba bốn phần trăm thêm thôi nhưng mà thằng nào nó có nhiều ve uôm thì nó có thể được nhiều hơn đó đấy là cái cái điểm mà mình hiểu rằng là tại sao mà cái lãi nó ầm đôi và cơ chế lốc um uh, nhận về ve uôm thì nó cũng nó cũng đã phổ biến ở trong cái defi này rồi thì um, chúng ta đã nói với nhau hết về cái um, cái cái tương lai đúng không thì um, nhìn luôn thẳng vào đây chúng ta thấy rằng là với cái uh, tổng total value lốc và chúng ta phải nhìn thấy một thứ nữa là cái volume cái volume mình thể hiện rằng là với 55 triệu người ta nhét vào trong cái trang này thì trong ngày hôm nay bao nhiêu triệu đồng BUSD được sử dụng mọi người thấy rằng là hiện tại mới chỉ đâu đó có một triệu BUSD gần một triệu USDC một triệu USDT đây là về volume nhé trong vòng một ngày tính bằng 24 giờ đai thì còn thấp hơn 679.000 thì thể hiện rằng là cái nhu cầu và cái sử dụng nó không có cao đâu tức là bây giờ mọi người biết là còn phí nữa tất cả những cái trang này nó phải có doanh thu doanh thu thì nó mới mới mới, mới có thể để mà khiến cho cái phần thưởng nó không bị lạm phát nhiều được thì em thấy ở đây đó là bỏ vào đây người ta có trong cái pool này tận 55 triệu nhưng cả một ngày rời mới dùng có một triệu chứng tỏ là cái sử dụng cái pool này nó cũng không có hấp dẫn nhưng mà mình phải nói rằng là đây là một đồng dự án mới người ta nhiều người ta chưa biết nhưng người ta chưa biết chưa dùng, chúng ta phải theo dõi tiếp tục. Nhưng hiện tại là em thấy là cái sử dụng nó không nhiều. Hiện tại thì mình nhìn thấy là đâu đó thời điểm từ tháng 4, từ tháng 4 năm 2022, thời điểm chắc là là testnet à, cho đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có đâu đó hơn 8.000 người riêng biệt sử dụng thử cái trang Uombat này. Và nó cũng tương đồng với cái số token những cái holder. Holder của chúng ta thì là có 8.271 ông. Đấy, hiện tại sau vòng à, mười mấy ngày đấy đây chúng ta sẽ nhìn về cái đồng Wombat này xem là nó đã giao dịch và nó sang phân bổ như nào trên nan sen đây à, token này đã được trả 16 ngày trước token này đã được trả 16 không phải gọi là được khởi tạo 16 ngày trước và trong cái quá trình 16 ngày trước thì giá nó đã chạy như thế nào nó đã được chạy từ vùng 0.6 nó đẩy lên là 1 đô 2 và sau khi mà nó được một đô hai thì nó có giảm về 0.8 và nó lên lại ngưỡng một đô sau đó thì nó sập luôn từ một đô nó về hiện tại là 0.3 tức là chia ba rồi rất nhanh rồi từ mùng 5 tháng 9 hôm nay là mùng 6 thì trong vòng một ngày thôi nó đã chia ba đấy là đấy là nói sơ bộ về đường giá Thế thì uh, về giá thì chúng ta luôn phải nói đến cái giá nhập kho đúng không trong cái mô hình sườn bán nó nói rồi rằng là giá thì chúng ta không quan tâm đến giá mà chúng ta quan tâm nhất đến rằng là giá nhập kho của 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 uh, quỹ đó là bao nhiêu? Thế thì uh, chúng ta không có con thì em nói rồi, tức là nó gọi vốn ba vòng, nhưng mà nhưng mà nó mới chỉ có thông tin một vòng, thôi. thế nên là mình cũng sẽ tính ăn áng thôi. Thế thì um, đây, bát đây, Exchange đây, nó gọi vốn ba vòng, tổng cộng thì thằng này nó nói rằng là gọi vốn được 5,3 triệu, nhưng mà em nghĩ là không phải, chẳng qua là nó không có thông tin về cái số tiền rơi được ở những cái vòng. Seri unknown hay là dòng seed round này Seed với Seri unknown này hình như là nó đến từ thằng Binance ấy, Binance Lab ấy Thì nó không có những cái đó Thì nó nói rằng là tổng 3 vòng là 5,3 triệu Nhưng mà em nghĩ là có thể nhiều hơn Có thể là từ 7 đến 10 triệu Từ 7 đến 10 triệu 3 vòng và bởi vì, vì mình cũng không tính được cụ thể nên không tính được cái giá nhập kho của họ của của các quỹ là bao nhiêu áng chừng thì chúng ta có một mốc áng chừng đó là cái giá IFO Giá IFO trên pancake nó là 0.075 đô 0.075 đô và so sánh nó luôn với cái giá là 0.37 thì chúng ta còn lãi nhiều lắm đúng không ạ chúng ta sẽ lấy là 0.37 chia cho 0.075 thì ít nhất là chúng ta còn lãi tận 5 lần nữa vì thế thì rõ ràng trong Dow chen mà có lãi tận 5 lần thì họ phải bán thôi chứ không không có lý do gì mà không bán cả à, và với cái giá 0.075 này thì em dự dự kiến dự đoán rằng là cái giá mà các quỹ họ được nhập kho là chỉ từ 0.025 cho đến 0.04, 0.045 khoảng như vậy. Tức là quỹ nó còn có thể là nó sẽ có mức lợi nhuận khoảng từ 15 cho đến từ từ 8 cho đến 15 lần nữa ở cái mức giá hiện tại. Vậy chúng ta đã có cái thông số về giá rồi thì chúng ta phải có một cái thông số nữa là gì chúng ta phải có thông số về tokenomics đúng không? Tokenomics này thì rất đặc biệt là đây là một trang mà tokenomics nó không có trong white paper. Nhưng may mắn thì chúng ta có cái tokenomics ở trên Medium nó đã có rồi, nói rất là giải thích cho chúng ta làm uh, phân bổ như nào. Thì uh, đây là phần quan trọng này, thông tin không có nhiều, token thì mới ra, cách để mà chúng ta dự đoán được tốt nhất về đường giá chính là dựa trên cái này. thì em cũng hay nói mọi người rồi, đó là mờ nó làm thế nào thì chúng ta không thể biết ở đâu, không có cái công thức chung. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thử cố dự đoán và mục tiêu của chúng ta là chúng ta dự đoán thật nhiều, càng nhiều case, càng nhiều video mà nhóm anh em mình làm việc với nhau thì sẽ có những cái giác quan, có những cái linh cảm nhất định. Thì em cũng nhắc rằng là đây là liên quan góc nhìn của cá nhân em nhé. Anh em nào mà có góc nhìn khác là anh em mình phải cùng nhau trao đổi trên Discord. Thì quan trọng nhất là phải cùng nhau đào bới thì mới ra được nhiều kinh nghiệm. Thì em nhìn thấy ở đây đó là token thằng này nó có một vài điểm đặc biệt. Một là nó không có cái hoạt động marketing nó chỉ có 0,1% token nó cho marketing này và 0,1% này nó ra rất sớm nhưng không có nghĩa là nó không có marketing điểm em quan tâm thứ hai là nó có đến 15% token nó đưa vào trong giai đoạn gọi là partnership với thằng binance tức là để mà hợp tác với binance nhiều người thì bảo rằng là 15% token này nó thuộc về binance thực ra thì nó không đúng nói như thế thì em nghĩ là nó không đúng nó thuộc với binance thì nó sẽ tính luôn nó vào cái vòng seed của binance này Đấy. Đây, ví dụ như là 5% này thuộc về Binance. Bởi vì Binance nó đầu tư vào uh, Binance Lab nó đầu tư trực tiếp vào vào dự án mà thì nó cầm 5% về. Nếu mà nó thuộc về Binance thì nó phải cái này nó hợp vào. Nhưng mình cũng quá mình hiểu đúng. 15% này nó đến ở đây câu chuyện nó đến bởi vì gì? Bởi vì em nghĩ rằng nó sẽ có những cái hoạt động quảng bá marketing. Đây mọi người nhìn thấy bao gồm này, những hoạt động về marketing, hoạt động về thực hiện thị trường chiến lược. Đấy và nó dành riêng 15% token UOM tức là 150 triệu đồng đấy để mà thực hiện những cái hợp tác về marketing về thị trường với Binance thì chúng ta sẽ hiểu là gì em nghĩ rất phần trăm rất cao con này trong tương lai ngắn hay dài thì em chưa dám nói nhưng mà trong tương lai là nó sẽ được Binance List. đấy chúng ta nó sẽ được Binance List. và đây là một điểm để chúng ta phải đưa ngay con này vào danh mục theo dõi đúng không theo dõi rất nhiều thứ tất nhiên là nó là nắng mới nhưng mà biết đâu hai ba tháng nữa 6 tháng nữa hoặc là một năm nữa khi mà quên hết tất cả mọi người quên hết nó thì lại là lúc mà đúng không nhiều chương trình nó gom gom đủ đẩy lên sàn đây là điểm cộng đây là một điểm cần phải lưu ý đặc biệt và nó cũng giải thích luôn cho em là tại sao thằng này nó không có hoạt động marketing không có quỹ marketing nhiều bởi vì là có thể khả năng là marketing sau này nó sẽ hoạt động cùng với binance của quỹ riêng bảy phần trăm nó sẽ đến cho các cái ông mà đầu tư sớm ba phần trăm cũng cho các ông dòng vòng thứ hai hai phẩy phần trăm và không phẩy phần trăm cho thằng pancake đâu đó là chúng ta có khoảng mười mấy phần trăm rồi đấy mười 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 lăm mười sáu phần trăm cho những thằng nhà đầu tư sớm hai mươi phần trăm này dành cho team và cố vấn hai mươi phần trăm thì để à, gọi là cung cấp phần quà thanh à, gọi là uh, gửi stablecoin vào đấy mà để mà nhận đồng ôm ra đấy, cung cấp thanh khoản đấy. 26% này là đến từ uh, cho vào kho dự trữ và kho dự trữ này thì dùng để ươm mầm ra các cái dự án sẽ được uh, gọi là hoạt động uh, tận dụng và chạy trên cái ứng dụng chính của thằng Uôm Bát. Tức là nó có một quỹ cũng để cho mở rộng các cái ứng dụng của thằng Uôm này, khá là hay. Về token thì nó có những cái điểm đặc biệt duy nhất là em thấy mọi người có thể là nếu mà mọi người không để ý chưa, chưa để ý thì em nhắc mọi người là cái vụ 15% Binance này là khá là hay. Nó là hiếm có. Và không có phần trăm token cho marketing nhiều là cũng là lạnh. Thế nhưng mà cái lịch trả token thì nó lại không đẹp. Tại sao em nói nó không đẹp? Bởi vì chỉ trong vòng có 3 tháng thôi thì những thằng private và những thằng strategic nó đã được bắt đầu ăn unlock rồi em để ý thấy là những cái tokenomics uh, gần đây thường thường những thằng vòng quỹ nó có thể với những dự án ngon ấy mà muốn đi đường dài ấy, nó sẵn sàng nó 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 clip tức là nó khóa trong vòng một năm chín tháng một năm thậm chí dài hơn và nó sẵn sàng nó trả cái token trong vòng lịch dài hạn ba mươi sáu tháng bốn tám tháng Đã loại như thế thế nhưng mà chỉ trong vòng hai năm rồi gọi là hai năm ba tháng thì thằng các thằng quỹ là nó được trả hết và cái quan trọng nhất là ngay từ khi token mới ra thì những thằng quỹ nó được trả 2,5 trong tổng của số token của nó à, và cái này nó tạo ra một cái áp lực bán em cảm thấy nó tạo ra một cái áp lực bán mọi người lưu ý là lượng token được trả nhiều nhất nó sẽ đến sau khi 3 tháng nhé 3 tháng bắt đầu là mỗi một tháng một lần nó sẽ được trả một phần token để cho những thằng này bán ra đấy bên cạnh đó thì có thằng pancake afo tức là những thằng mà mà chơi afo trên pancake giá không 075 đấy thì ngay lập tức nó được trả 20% sau đó thì nó được trả tuyến tính từng block một tức là hàng ngày đấy. trong vòng 3 tháng thì trả hết trong vòng 3 tháng thì những thằng nhà đầu tư nhỏ lẻ được trả hết những thằng mà đem ra farm con cách nhận thằng uom thì trong vòng 2 tháng thế tức là gì tức là nôm na rằng là 3 tháng sau thì tất cả những ông nhà tư tư nhỏ lẻ là các ông ấy đã được cầm hết token về tay có ông bán có ông không bán có ông đem stake để lấy lãi cao khi mà gửi uh, stablecoin nhưng mà nôm na là 3 tháng là các ông được trả hết 3 tháng sau thì những thằng quỹ bắt đầu được trả thêm một lượng token thế thì tất cả mọi thứ nó đang có một cái mốc 3 tháng để mà chúng ta theo dõi chúng ta nhìn thấy luôn rằng là nhất là 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 với cái việc trả token sớm như này thì sẽ có áp lực bán chúng ta thấy rằng là họ vẫn đang còn lãi cao cho nên là họ sẽ phải xả giá mà một đô 2, một đô mấy lãi mười mấy hai mươi lần là không thể nào mà ngon được rồi không chơi được cái tầm giá đấy rồi à, chúng ta lại nhìn thấy rằng là giá trên thực tế trên chạt đầu tí nữa em sẽ nói về giá trên chạt đi nói nốt về cái này đã à, một điểm đặc biệt đó là thằng binance Sheet và binance partnership đều có lịch trả token trong vòng 5 năm Tức là đây là một cái cam kết đi đường dài Và 6 tháng sau khi cái ngày bắt đầu lên sàn Thằng Binance nó mới bắt đầu được nhận token lần đầu tiên Và cứ mỗi 6 tháng nó nhận một lần Thì cái này nó khiến cho cái lượng token thằng Binance nó Mặc dù nó nhận 6 tháng một lần Thì em nghĩ là tốc độ nó cũng khá là nhiều Số lượng nó nhiều Nhưng 6 tháng một lần và 5 năm liên tục mới trả hết Cũng thể hiện cái cam kết Binance đi cùng với dự án Có vẻ như là cũng ok nhưng nhắc lại từ đầu nhé, tất cả các quỹ đã đầu tư vào con này là dưới 10 triệu. Dưới 10 triệu thì cũng không có gì ghê cả. Chuyện một dự án mà nó cho chết hẳn, coi như nó lỗ bởi vì một lý do gì đó nó không còn thơm nữa, chuyện bình thường. Đừng anh em nào cứ tin tưởng quỹ bảo là ôi làm gì nó lại để cho nó lỗ Chuyện mà bây giờ thằng Mai Đan Lát nó đầu tư vào cả trăm dự án Nó bỏ một dự án chuyện bình thường Nhưng như em có nói ở phía bên trên Cái việc mà nó có 150 triệu token để partnership về hoạt động marketing với Binance Thì phần trăm cao là con này sẽ được một thời gian trong tương lai sẽ được lip là có cái cung cấp thanh khoản thì nó có tạo ra một cái tốc độ nhất định dựa trên nó nói rằng là dựa trên các cái tình trạng của thị trường thì cái tốc độ trả token nó sẽ chậm hơn và tối đa là trong vòng 2 tháng đầu thì chỉ được trả là hai phần trăm mỗi một tháng hoặc là một phần trăm mỗi một tháng sau đó mỗi một tháng sau đó thì được trả một phần trăm tức là dần dần thì cái hai 20 phần trăm thanh khoản này này đây là chúng ta có 20 phần trăm cung cấp thanh khoản này này nó sẽ trả trong vòng cả hai năm gần hai năm đâu đó lăn quanh gần hai năm thì mới trả hết cái phần này thế thì tất cả những cái này nó đều cho em thấy một cái vấn đề và tương tự như thế marketing thì sẽ được giả luôn một phát 50 phần trăm và trả nốt trong vòng 3 tháng Đấy, thì tất cả những cái này nó cho em thấy một cái vấn đề như sau là thằng này token trong những thời gian đầu rất là lạm phát. Rất là lạm phát trong vòng 2 năm đầu. Và cái việc lạm phát như này nó sẽ dẫn đến một cái kịch bản dễ xảy ra. Đó là thằng này đường giá nó sẽ phải gãy về đâu đó, em nghĩ là thậm chí dưới cả giá AFO. Dưới cả giá, giá 0.075. Tại vì quỹ nó còn lại nó vẫn bán mà. Tại sao em lại dám nói như thế? Bởi vì trong một ngày mà nó để cho một chạt gãy luôn, chia ba ấy, chia ba ấy. Thì em nghĩ là nó đã đi theo kịch bản đó là đâm trước, đâm sau. Đâm trước, đâm sau có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cho đến khi nào mà những thằng cá nhân bán hết, những thằng quỹ bắt đầu nhận vòng 1, vòng 2. Nó tất nhiên, cái vòng nó bán, nó đã bán có lãi rồi. Nó thu về một phần gốc rồi. Nó cũng đã yên tâm phần nào rồi thì sau đó nó mới có cái phần còn lại hãy tưởng tượng là nó đang được mua giá 0.025 nó được bán ở giá 1 đô 2 nó lời mấy chục lần và nó cứ bán giả dích nó bán từ đó về giá 0.025 đi chẳng nữa chẳng hạn cứ hẳn về đấy đi chẳng hạn thì nó đâu có lỗ đúng không nó thu về được ví dụ như là 30 gốc đầu tư đi chẳng hạn đúng không đấy là ngay trong vòng đầu tiên nó đã có thế sau đó 3 tháng sau 3 tháng sau khi mà token nó ở giá đáy rồi IFO tất cả các ông bán hết rồi, các ông chán hết rồi. Chúng ta bắt đầu nó gom trở lại. Nó gom trở lại và nó bán ở giá đỉnh và nó mua ở giá đáy. Đấy, thì nó sẽ thực hiện tiếp đến cái vòng là đẩy giá. Cái vòng đẩy giá này nó sẽ bắt đầu, theo em nghĩ là nó sẽ bắt đầu những hoạt động đó là lead trên các sàn tương đối ok. Maxi, Gate, OKX, -OK loại thế. Có thể nhé, hoàn toàn có thể và lúc đó nó sẽ có một chu trình là đẩy tin chu trình đẩy ra những cái đây những cái hoạt động mới chúng ta nhìn về roadmap này này Đấy, quý bốn quý 4 đúng không bây giờ là quý ba quý bốn ba sau là quý bốn nó sẽ bắt đầu ra những cái partnership nó sẽ bắt đầu ra những cái nọ này kia và quy trình đẩy giá lúc đó nó sẽ lại bắt đầu vòng mới và khi mà đẩy giá chán xong những cái vòng đó thì rồi sẽ đến lại giai đoạn lại đâm đâm xong thì lại đến lúc là binance được nhận nhiều coi Đến lúc bài lại múa và cái đó thì em nghĩ là ok đấy nó vô khá là đúng đấy vì em thấy rằng là thường thường đấy những token mà nó ra mắt ấy, nó sẽ cố gắng một là đẩy luôn thẳng lên trên các sàn tập trung có uy tín ví dụ là cho lên luôn hobby cho lên gate cho lên okx kucoin gì đấy nhưng thằng này nó không đưa lên mười mấy ngày rồi không có nhu cầu đưa lên tao chỉ cho chơi trên bán cách thằng lb này chắc là tự lít rồi lít trộm này không ăn thua và nếu mà nó đã làm thế tức là nó đã chưa có nhu cầu là đẩy lên trên các sàn sách sớm Đấy thì em đoán phần trăm rất rất cao là đi theo kịch bản của em nói như vậy rồi thế vì thế em không khuyên anh em mua ở những cái vùng giá như này tối thiểu chúng ta sẽ chờ cái vùng giá khoảng một đô à quên không phải một đô 0.1 chứ đẹp nhất thì em nghĩ là phải dưới mức 0.075 và đẹp nhất là chúng ta nên chờ đợi 3 tháng sau chúng ta tính tiếp có thể là hai tháng sau chúng ta tính tiếp Nhìn một chút về cái phân bổ token thì em thấy như sau này Mọi người biết về cái bài uh, phân tích xem quỹ đã bán chưa rồi đúng không Anh em đấy, đây là bài tập cho anh em nhé Phân tích xem quỹ đã bán chưa Sử dụng cái em đã hướng dẫn mọi người BSC Scan làm nào Cùng nhau đưa ra những cái địa chỉ ví chúng ta cần theo dõi Công cụ nào để theo dõi ví thì em đã hướng dẫn mọi người rồi đúng không Để biết ngay xem nó bán khi nào đúng không Tất cả những cái đó thì đã hướng dẫn mọi người rồi Bài tập về nhà đấy, anh em làm xong rồi anh em mình cập nhật cho em với Thế còn trên BSC thì em thấy là đa phần các token, đấy, những cái mà 52, 34% này, lẽ thằng mà chưa trả này, rồi nó sẽ phải giảm nốt thôi. 9% thì chắc cũng thế này. Thì đấy, cái bài tập để mà tính, toán, xem là quỹ nào, quỹ nào là em đã hướng dẫn mọi người rồi. Cũng là bài tập nhé, mọi người phải định danh cho em được những cái ví này, nó là những cái ví gì nhé. Ừ, và, và anh em lại trao đổi tiếp trên Discord. Thế còn đối với em thì em nhìn, em chỉ quan tâm đến câu chuyện là bao nhiêu thằng nó stack rồi. Thì em nhìn thấy đây, VUM token đây. Có mới có 0,25% tức là từng với 2, 2,49 triệu token được đem vào stake. Tối thiểu em nghĩ là 3 tháng, có thể là sẽ có thằng stake dài hơn, nên không biết. Thế nhưng em sẽ lấy cái con số 2,49 triệu này em chia cho số token hiện tại đang trôi nổi trên thị trường là 12,5 triệu chia cho 12 triệu 500 là mới đang có 20% token trên thị trường được stake cũng là nhiều đấy, nó thật sự là cũng là nhiều đấy, 20% là là nhiều đấy, người ta được trả cho 12 triệu đồng ra thời điểm ban đầu vậy mà đã có ngay 20% các ông đem mà stake mà các ông không đem bán, đấy, các ông không đem bán để các ông làm gì? Các ông stake để cho các ông ấy được những cái lãi cao này, hai mấy phần trăm này này. Đấy thì những cái ông stake lãi này thì nhắc lại là nó không phải trả lại bằng BUSD đâu mọi người nhé, nó trả lại cái đồng UOM, đồng UOM trả lại bằng cái đồng UOM và lấy cái đồng UOM đó nó tất nhiên với cái lãi suất như này nó sẽ áp lực bán, tiếp tục cái này nó sẽ tạo ra cái áp lực bán hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày xuống còn UOM này thì em có xem ở trên thằng coinmarketcap nó có giải thích rằng là trong tương lai á thì em có xem cái trang trên thằng này nó có nói rằng là trong tương lai thì nó sẽ có những cái cơ chế kết hợp cái trả thưởng bằng đồng BNB hoặc là nó sẽ có phân bổ những cái rủi ro những cái đồng stablecoin rủi ro khác nhau tức là nôm na là nó sẽ có nhiều cách để trả thưởng của dự án uom bên cạnh việc trả bằng cái đồng token uom này không thì nó có thể nó trả cả BNB nó có thể nó trả bằng stablecoin nữa dựa trên doanh thu Thế nhưng mà nói nôm na thì đồng uom này vẫn sinh ra là để xả thôi sinh ra là để xả thôi và cái ứng dụng của token đúng không một trong những cái chúng ta quan tâm đó là cái ứng dụng của token thì em nhìn thấy ứng dụng của token này nó có một vài cũng ứng dụng cơ bản thôi một đó là gì đó là dùng để uh, voting voting để, để để quyết định những cái bước tiến tiếp theo uh, token quản trị đấy thứ hai token này dùng để trả thưởng trả thưởng dựa trên công việc là gửi stablecoin vào và tao trả cho mày một phần ôm để mà mày coi như đấy là lãi của mày cung cấp tài khoản có lãi. Và ba, đó là gửi vào để lấy cái đồng ve uom Đồng ve uom là để làm gì? Để nhận lãi cao hơn so với cả cái cơ bản. Nó hiện tại mới có ba cái chức năng như thế. Ba cái như thế thì không nhiều, không đặc biệt. À, nó cũng tạo ra một cái nhu cầu để người ta hâu nhất định. Nhưng theo em thì cũng thể hiện luôn thôi, nếu nó thật sự ngon thì người ta stack nhiều hơn nhiều. Bây giờ mới có 20%. 80% còn lại vẫn đem vào để bán Đấy, bắt em để chờ đợi bán thế thì em nghĩ rằng là những cái này nó đều thể hiện một điều rõ ràng rằng là, là tương tự như thế áp lực bán nó vẫn đang tiếp tục đây à, ít hơn 7 ngày thì đang nắm giữ là đến 45% token trên 7 ngày thì họ đã bán ra tương đối rồi họ đã bán ra đến 45% rồi đấy đúng không những người đã nhận được token từ sớm đấy những thằng AFO những thằng quỹ cùng nó kia đấy nó bán vãn đi rồi nó bán nó sao tay từ những cái thằng mà cầm nhiều hơn 7 ngày nó trao tay cho những thằng mà cầm dưới 7 ngày nó trao tay được một nửa số token nó cầm rồi áp lực bán thể rất rõ vừa rồi là nó đang là ba mươi mấy đúng không mọi người vừa rồi em vừa nhìn thấy nó là ba mấy nó là 35 bây giờ nó đã lên đến 40 uh, 41 rồi tất nhiên trong cái hành trình giảm nó không phải là nó cứ giảm một lèo nhé nó vẫn có những cái nhịp hồi đây này ví dụ như là về đến 0.58 thì nó cũng hồi lên 0.66 cũng hồi kinh ấy chứ sau đó nó lại giảm một nhịp sâu rồi nó lại hồi cái bài toán xả từng nhịp này thì cũng không có gì mới cả mọi người đừng để bị đánh lừa mà phô mô à, có một cái cũng uh, trong cái kênh anh em hay phân tích đó là total value lock đúng không total value lock thì con này tăng rất mạnh nhiều người sẽ bảo là ui đánh theo Total Value Lock như bài uh, em chỉ về Total Value thì 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 là phải múc chứ còn gì. Bởi vì là Total Value Lock tăng rất nhiều so với Cap đúng không? Nhưng mà không mọi người nhé. Total Value Lock đến từ một token đến từ Stablecoin. Nó có thể bị rút ra bất kỳ lúc nào. Nếu như cái lãi này không phải là 26 nữa mà nó xuống đến 8, nó xuống đến 7, nó xuống đến 5. Hoặc nếu như kể cả lãi nó là cao nhưng mà tốc độ giảm giá uôm rất nhanh hoặc là họ cung cấp ở trên này volume một ngày rất thấp họ thấy tất cả mọi thứ đều không thơm họ unstake họ unstake bình thường Đấy. staking thì nó sẽ cho mọi người một cái một cái cái đồng lp BUSD không thích nữa trả lại lp BUSD và cầm BUSD về rất nhanh thôi nó sẽ giảm cái total block xuống rất là nhanh thôi và cái total block này là một total block không không phải là quá hấp dẫn không phải là quá hấp dẫn dù nó rất cao, 180 triệu đô cho một cái giao thức mới, rất cao nhưng không có nhiều giá trị. Thì đó là một vài những cái um, chia sẻ của của em về cái dự án này, chúng ta còn thiếu những cái gì mà chúng ta còn thiếu phân tích về sentiment, chúng ta còn thiếu phân tích về doanh thu dự án, chúng ta còn thiếu phân tích về um, gọi là 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 theo dấu quỹ bán chưa đúng không? Những cái đó là bài phần bài tập em để cho mọi người chúng ta còn uh, còn còn thiếu cái gì về phân tích dự án nữa không em nghĩ là tương đối đầy đủ rồi đấy. thế thì nhưng lời khuyên hút lại của em đó là gì một mua hay không thì là góc nhìn mỗi người em thì em chưa mua. hai điểm quan trọng nhất là phải theo dấu con này hy vọng nhóm anh em mình cũng đông rồi lâu lâu lại có người nhắc về con này bởi vì cơ hội được lít banana là có chỉ cần anh em mình chờ đợi bằng những cái bài về Đấy, phân tích chart, rồi phân tích uh, sen trong tương lai, đúng không? 3 tháng nữa, biết đâu mình thấy cơ hội mình mua Thì chúng ta sẽ nhận ra cơ hội mua sớm Hoặc là những cơ hội mà mua trước khi họ list sàn Để mà họ đẩy, ăn theo được một nhịp đấy thì cũng ấm rồi Cho nên con này theo em là một con tiềm năng đáng để theo dõi à, Nó giải quyết một cái ứng dụng quan trọng trong cuộc sống Trong cái nhu cầu của DeFi Nó có những cái, uh, cập, nó gọi là cải tiến Theo em nghĩ là cũng hay Được nhiều bên nó chấp nhận à, Vậy thì... Uh, Công việc đó là để thời gian trả lời tiếp thôi Đó là những cái thông tin em muốn chia sẻ Mọi người trong cái bài học này Sẽ có nhiều những cái video kiểu như này Tiếp tục em sẽ update lên trên module 3 Anh em nào mà có phần nào chưa hiểu Phần nào muốn hỏi, phần nào muốn trao đổi Thì hoạt động trên Discord Hẹn gặp lại anh em trong các cái bài học tiếp theo Cảm ơn mọi người